Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên thị trường Việt Nam ngày càng xuất hiện thêm nhiều loại hoa quả được nhập khẩu từ Trung Quốc với giá cả khá cạnh tranh. Hoa quả nhập khẩu không chỉ được bày bán ngoài chợ truyền thống mà còn được chào bán online trên các trang mạng xã hội với giá rẻ hơn tại các cửa hàng. Hoa quả Trung Quốc lại được bán giá rẻ hơn từ 10 đến 30% so với các mặt hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Tuy nhiên thì nhiều người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về chất lượng của những sản phẩm này, gây nên những tin đồn thất thiệt cho những sản phẩm này. Trước tình hình này thì Hiệp hội Rau quả Việt Nam đã khẳng định hoa quả Trung Quốc nhập vào Việt Nam không đáng lo về chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như là áp lực cạnh tranh. Người tiêu dùng không nên tin những đồn đoán thất thiệt khi mà chưa có kiểm chứng của cơ quan chức năng. Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam khẳng định, hoa quả Trung Quốc nhập vào Việt Nam không đáng lo về chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như áp lực cạnh tranh. Không nên tin vào những lời đồn đoán không được chứng thực, bởi hoa quả nhập khẩu vào Việt Nam được kiểm duyệt rất kỹ. Sản phẩm hoa quả Trung Quốc đang ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng. Doanh nghiệp trồng trọt của Trung Quốc dù đem hàng đi tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu đều khai báo mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Trước khi vào thị trường Việt Nam, các loại hoa quả đều được Cục Bảo vệ Thực vật kiểm định, kiểm duyệt kỹ càng. Vì thế người dân không nên lo lắng mà cần theo dõi thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng của Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày qua, trước những thông tin nho sữa Trung Quốc bị phát hiện chất độc hại tại Thái Lan khiến cho nhiều người tiêu dùng lo lắng, các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra đối với nho tươi nhập vào Việt Nam và có văn bản gửi về bộ chủ quản. Theo đó, kết quả cho thấy 10 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc đều không phát hiện mẫu vi phạm an toàn thực phẩm. Và ngay sau thông tin này, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có những thông tin chính thức. Thông tin về kết quả giám sát nho Trung Quốc 2023, lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, kiểm tra 77 mẫu, phát hiện 1 mẫu, chiếm 1,3%, vi phạm quy định của Việt Nam. Về tin tức kết quả kiểm tra nho sữa phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ Thái Lan, Cục Bảo vệ Thực vật đã liên hệ và lấy thông tin chính thức từ Bộ Nông nghiệp và FDA Thái Lan. Trên cơ sở kết quả phân tích và cảnh báo chính thức từ Thái Lan, cơ quan này sẽ xem xét và áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng nho nhập khẩu từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tiếp tục trao đổi thông tin ở các kênh cảnh báo về an toàn thực phẩm quốc tế để đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với nho của Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu nông sản thủy sản tháng 10 năm 2024 của Việt Nam ước đạt 5,91 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2024 đạt 51,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là thông tin vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. Dự báo xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam năm 2024 có thể đạt kỷ lục là 62 tỷ đô la Mỹ. Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2024 của Việt Nam ước đạt 5,91 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng năm 2024 đạt 51,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023. Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ chiếm 21,6%, Trung Quốc chiếm 21,5% và Nhật Bản chiếm 6,5%. Đây là ba thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, ước tính giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng năm 2024 sang thị trường Hoa Kỳ đã tăng 25,9%, Trung Quốc tăng 11,4% và Nhật Bản tăng 5,9%. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Bích Tiến cho hay, nếu tốc độ xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản duy trì như các tháng vừa qua, 2 tháng còn lại của năm 2024, xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ một tháng. Như vậy, năm 2024, tổng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hoàn toàn có thể đạt con số 62 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số kỷ lục mới, cao nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị và các bạn, thông tin tại cuộc họp quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cũng vừa cho biết hiện Bộ đã tập trung xây dựng và triển khai chương trình đầu tư kiên cố hóa trường học, xóa phòng học tạm, xây dựng trường chuẩn quốc gia và đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu, phấn đấu đến năm 2030, 100% phòng học trên cả nước được kiên cố hóa. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tập trung xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời tập trung đầu tư hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, đề xuất các giải pháp tăng cường đầu tư chiều sâu cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các
cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở một số các ngành nghề lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng có gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó thì 52% là đồng bào Khmer và 17% là đồng bào Hoa. Những năm gần đây, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào nơi đây đã không ngừng khởi sắc. Từ khó khăn không có nhà ở kiên cố, nay với sự quan tâm và đầu tư của nhà nước và các đoàn thể, bà con vùng dân tộc thiểu số nơi đây cũng đã có nhà cửa ổn định, tạo nền tảng để bà con an cư lạc nghiệp. Căn nhà nhỏ của bà Sơn Thị Lệ ở phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Châu, trước đây mưa tạt gió lùa. Sau khi nhận gần 90 triệu đồng từ hai chương trình hỗ trợ nhà ở và chuyển đổi ngành nghề của nhà nước, giờ đây gia đình bà đã xây dựng được căn nhà vững chắc. Chừng nào mưa lợi thì tạt rồi, tạt. Đi làm công về đó là tạt nước rồi. Bây giờ nghe nhà nước cấp nhà cho đó thì mừng á. Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, nơi người Kinh chỉ chiếm 16%, còn lại là dân tộc Khmer và Hoa. Hơn 5 năm trước, địa phương có trên 20% là hộ nghèo, nhưng từ khi thực hiện các chương trình mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc, Phung Sóc đổi mới, đời sống đồng bào nơi đây không ngừng được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,87%. Tôi thấy nhà nước quan tâm phát triển cho dân như vậy, dân cũng phấn khởi lắm. Rồi sau này mình cũng gấp rút lại gắn làm ăn. Cũng cho dương lên, cũng mà cái sự khó cho nó qua, cho sự dễ cho phước lên vậy. Từ năm 2021 đến nay, từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thị xã Vĩnh Châu đã đầu tư trên 318,5 tỷ đồng về cơ sở hạ tầng, nhà ở, chuyển đổi sản xuất, mô hình giảm nghèo, đưa cuộc sống của người dân địa phương ngày càng khởi sắc. Tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc của đảng và nhà nước, các chương trình dự án của trung ương và địa phương tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đặc biệt là tập trung ưu tiên đầu tư cho các ấp đặc biệt khó khăn, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Đảng và Nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực, đem lại diện mạo mới trên quê hương Vĩnh Châu, giúp bà con từng bước nâng cao đời sống, vươn lên khá giàu, phát triển quê hương. Sau khi nhích nhẹ lên 6.000 đồng một kg hơn một tháng nay, thì giá cam sành tại một số tỉnh miền Tây tiếp tục quay đầu giảm mạnh. Hiện thì cam sành loại 1 chỉ còn 3.000 đồng một kg. Với giá bán này thì người trồng cam ở Trà Vinh tiếp tục chịu lỗ tới 5.000 đồng một kg. Cam sành từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh được bán với mức giá rẻ dao động từ 5 cho đến 10.000 đồng một kg. Mức giá cam tại vườn chỉ từ 2 đến 4.000 đồng một kg, khiến cho nông dân gặp nhiều khó khăn, lỗ nặng. Theo các tiểu thương, nguyên nhân có mức giá rẻ này là do diện tích trồng cam tại các nhà vườn tăng nhanh, cung vượt cầu trong khi sức mua thị trường yếu, cam sành cũng chưa được xuất khẩu nhiều, chủ yếu tiêu thụ nội địa.